Thưa quý vị, hôm nay ngày 27 tháng 9 là ngày Tổ chức Du lịch Thế giới 2015 có chủ đề 1 tỷ du khách, 1 tỷ cơ hội, nhấn mạnh những con số thể hiện sức mạnh về kinh tế và phản ánh tiềm năng cũng như là năng lực ngày càng cao của du lịch trong việc giải quyết những thách thức cấp bách của thế giới. Và nhân dịp này thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm xúc tiến du lịch để phát triển thương hiệu Cát Bà Xanh nhằm thúc đẩy đầu tư tăng cường quảng bá, tăng doanh thu du lịch tại hòn đảo này. Đây là hoạt động cụ thể để đạt được mục tiêu trong quy hoạch du lịch Cát Bà đã được thông qua trước đó, như đến năm 2020 thu hút 2,7 triệu lượt khách du lịch. Không gian du lịch được quy hoạch theo 13 tuyến, trong đó có 5 tuyến trọng điểm là thị trấn Cát Bà, khu đô thị Cái Giá, Phủ Long Gia Luận, Xuân Đám, Trân Châu, Hiền Hào, Vịnh La Hạ, Vườn Quốc gia Cát Bà, Việt Hải. Đây cũng là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tuy nhiên hiện nay, Cát Bà vẫn đang gặp khó khăn để phát triển du lịch. Tại đây mới chỉ có 3 khách sạn đủ tiêu chuẩn 3 sao. Giao thông từ nội thành đến bến phà Đình Vũ đã phải mất 30 phút vì đường tắc. Trên các vùng nước của đảo vẫn còn gần 6.000 lồng bè nuôi thủy sản gây ô nhiễm. Thiếu sản phẩm đặc trưng vẫn còn nạn chặt chém. Đặc biệt Cát Bà chưa có nhà đầu tư chiến lược nào mang đến các dự án lớn để tạo sức bật cần thiết.